Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một đôi loa rất là đặc biệt. Thì quý vị vừa thưởng thức cái chất âm khi mà nghe nhạc của đôi loa này, nó cho ra cái tiếng bass cực mềm luôn quý vị. Sau đây em sẽ bắt một cái ca khúc nhạc remix đánh bass mạnh cho quý vị thưởng thức cái chất bass mà ép tim của nó quý vị. Chỉ những cái đôi bass mềm như thế này, mềm mà lực đánh ép tim ha. Cái dòng này là hầu như là cái dòng đẳng nhất của dòng 40 Lasit Pro quý vị, dòng cao cấp nhất luôn. Thì đây em sẽ test một cái bản nhạc mạnh, quý vị nhớ đeo tai nghe vào để thưởng thức chất bass của những cái đôi này. Vì những cái đôi này thì nó ngoài cái tầm thể hiện của cái loa điện thoại hết rồi. Quý vị nghe trong điện thoại nghe không được đâu, vì đeo tai nghe vào mới biết được cái độ uy lực của nó như thế nào và cái độ mềm. Đấy, nó đánh lực nhưng mà nó mềm, nghe rất là dễ chịu, chứ không phải đánh cái kiểu mà như mấy cái loa Trung Quốc nó đánh hồi mệt quý vị. Loa này nghe quý vị ngồi sát bên luôn, nghe cũng rất là đã. Nó cực kỳ, quý vị hãy đeo tai nghe vào mới thưởng thức được cái chất bass này quý vị. Vì tiếng bass này đánh là ngoài sức thể hiện của cái loa điện thoại rồi. Vậy nghe lại một tí nữa cái nó đánh bass thế này. Đây. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị về cái bộ âm thanh này ha. Thì đây là cái cục đẩy Crest Audio Rencode Hand Brand B2000 công suất 3400W. Thì không có giới thiệu nhiều rồi ha. Con này em giới thiệu nhiều rồi, em không có giới thiệu clip này nhiều nữa. Ở trên là con vang JBL. Bây giờ là nhân vật chính là đó là Lachiro. Quý vị thấy ha, tem này là tem trứng chứ không phải là tem vuông như kia nữa ha. Lachiro. Thì đây là một cái dòng mà full, có thể nói là cao cấp nhất hiện nay của Lasit Pro rồi quý vị. Thầy nó thiết kế như thế này thì quý vị biết ha, nè cái móc này để treo lên ha. Loa này nó thiết kế là để treo, để nằm, để làm monitor, nói chung là đủ kiểu hết quý vị. Cái lưới này nè, vỏ không thủng luôn, quý vị thấy chắc. Loa thì sơn sần chống thấm là zin từ bên nước ngoài luôn. Quý vị thấy mặc dù là bass 40 nhưng mà cái lo này là nó sẽ gọn hơn cái thùng nhựa nha quý vị. Nhưng mà cái tiếng bass của cái thùng gỗ thì quý vị biết rồi, nó sẽ uy lực hơn cái thùng nhựa rất là nhiều và sâu hơn thùng nhựa ha. Chiều sâu nó là 40 quý vị, sâu 40. Chiều ngang này thì khoảng 46 gì đó, cao khoảng 70 đó quý vị. 1
2, 3, khoảng 70 ha. Đấy, vị thấy nhìn cái thùng chất chưa? Đấy, đẹp xuất sắc quý vị. Mấy tập này về thì khỏi miễn chê đi. Lacidro CSB 15 2 la mã ha. Lacidro CSB 15 2 la mã. Thì quý vị đã từng dùng những dòng Lacidro rồi thì quý vị gặp đôi này thì nó như là ông trùm của những cái dòng 4 tắc Lacidro quý vị. Lo full của Lacidro thì con này là trùm dòng cao cấp nhất rồi. Thì nó có một cái số dòng cũng vỏ gỗ nhưng mà dạng thùng kia. Thì tiếng nó sẽ không bằng nhài bass, nó sẽ đánh lực nhưng mà nó không mềm được như đôi này. Và những đôi monitor thì bass nó sẽ yếu hơn đôi này. Con này là nó được tiếng bass và tiếng hát luôn nha quý vị. Lacidro công suất nó 600W này ha. Coi gì nè, 600W. 600W mỗi loa. Cái chép của này nó cũng khác với cái chép của cái loa kia nữa quý vị. Chép này là nó khoảng bự vậy. Em sẽ tháo cái clip khác, em sẽ tháo cho quý vị quay ha, vì clip này nó cũng dài rồi. Này em test, em quay sơ lược cho quý vị xem thôi ha. Đây. Nói chung là mấy cặp Lacidro này thì mang về thì miễn chê đi. Cặp này thì không thể chê vào đâu được quý vị. Tiếng về quý vị nghe là bảo đảm quý vị mua những đôi JB tầm 30 triệu chưa hơn nữa. 600W 8 ohm ha. CB 15 2 la mã quý vị. Dòng này là dòng cao cấp nhất của cái dòng full Lacidro này. Thì giá nó chỉ có hơn 18 triệu thôi ha quý vị. Thì những đôi này thì quý vị không phải nghĩ rồi. Quý vị mua đôi JB tầm 20 hai mấy triệu hết không có bằng được đôi này ha. Đôi này là chấp luôn cái đôi 125 của JBL 4 tắc đôi luôn quý vị. Quý vị chưa thấy cái nội công của nó. Chép rất sáng, tiếng sáng, đặc biệt của cái dòng Lacidro này là tiếng nó sáng quý vị. Tiếng nó sáng, chép nó cực kỳ luôn. Chép là quý vị phải giảm lại luôn. 1, 2, 3, 4, alo. Liên 1, 2, 3, 4, alo. 1, 2. Tiếng quá tuyệt vời, không có nghĩ đâu quý vị. Vì ghép vào nguyên bộ này thì khỏi phải nói rồi, đẳng cấp. Đẳng cấp ha, giá 3, hơn 3 mấy triệu thôi. Nguyên bộ luôn ha. Loa thì 18.500.000, bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Chuyển khoản đủ, cọc COD không bao ship nha quý vị. Thùng này thì chắc nó nặng khoảng 40 mấy ký, khoảng 40 ký thùng á. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Thì những đôi mà dòng này rất là hiếm quý vị, vì dòng này bên Nhật còn đang sử dụng ha, bên nước ngoài. Đấy. Bên nước ngoài còn đang sử dụng cho nên là nó hàng bãi về rất là hiếm. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.